21 tháng 9 ngày 21 tháng 9 6:30 cái tháng này không có xài cò luôn các bạn. Sáng mình cho nó bay về, nó đi phơi nắng chút rồi nó về các bạn. Chút nó sẽ bay về cái dừa, về cái me nó chơi chút rồi nó về. Khi nó bay lượt, có khi nó bay 2 lượt, 3 lượt cũng chừng. Có cò thể là nó nhập con cò này theo luôn. Đó, con cò này nó hoành lại rồi các bạn. Rồi nó nhập vô luôn rồi đó. Mất xác luôn rồi. Đóng đó mẹ, không có lắm mẹ. Xa ra chắc nó đi múc chỉ luôn rồi mấy bạn. Hay à, đó đó mấy bạn. Đi theo con cò múc chỉ dưới rồi. Xa ra xa la, nó đi theo con cò hoài mà nó thấy xa quá mà con cò nó không quay lại là nó vòng lại rồi mấy bạn. Đó, nó tính đậu nó chơi đó mấy bạn, mà nó có con bìm bẹp mấy bạn. Ở đó đang có con bìm bẹp ở đậu, nó sợ đó. Chắc nó về cho mẹ. Hello. Nó về nè bạn. Đó, con bìm bẹp bay ra. Rồi. Nó chơi đó nha các bạn. Nó chơi đó, nó sẽ phơi nắng một chút rồi nó về.
giờ mình đi vô mình vệ sinh buổi sáng rồi xong xuôi các thứ hết mình ra mình kêu nó về. Ngày vui vẻ nha mấy bạn.